Nhiên. Oseni. Đức Dương. Thành Lương. Văn Quyết. Thành Lương. Sam Sơn đè người. Pha bóng đúng với phong cách của Sam Sơn, anh đè người và tung ra cú đá như trái phá. 2-0 cho Hà Nội TVT. Đây là bàn số 1 của TVT ở mùa trước. Sam Sơn kêu lê đã nổ súng. Phút thứ 80 của trận đấu và sau những nỗ lực, Sam Sơn đã có bàn thắng. Với những gì đang diễn ra với mặt bằng bóng đá Việt Nam thì ở mùa giải này có lẽ TVT vẫn là một trong những ứng cử viên của chức vô địch. Pha xử lý rất hay, đẳng cấp của Sam Sơn. Sam Sơn không việt vị khi nhận bóng. Hậu vệ Hoàng Gia Lai đã kèm người không tốt. Cũng không thể không nhắc đến pha kiến thiết rất tỉnh táo của Thành Lương. Phan mừng theo một phong cách rất phổ biến gần đây. Phan mừng theo kiểu Gangnam Style. Thêm một thẻ vàng vừa được rút ra. Thủ môn Ba Xây phản ứng quyết liệt. Trên bàn ghế chỉ đạo của Hoàng Gia Lai, một số thành viên cũng đã có những phản ứng. Trưởng đoàn bóng đá Hoàng Gia Lai, ông Nguyễn Tấn Anh cũng đã phải rời khỏi khu vực kỹ thuật sau những phản ứng với trọng tài Nguyễn Văn Kiên. Phút thi đấu chính thức cuối cùng, phút thi đấu bù giờ cuối cùng của hiệp 1. Đá phạt này của các cầu thủ SCB Đà Nẵng có lẽ cũng sẽ là tình huống cuối cùng trong hiệp đấu đầu tiên. Ông Nguyễn Văn Kiên đang bị các cầu thủ xi măng Xuân Thành Sài Gòn phản đối rất quyết liệt. Một thẻ đỏ. Đoàn Việt Cường đã không giữ nổi sự bình tĩnh sau khi bị trọng tài Nguyễn Văn Kiên rút thẻ đỏ. Như vậy lại một trận đấu nữa với sự điều khiển của ông Nguyễn Văn Kiên. Có những phản ứng gay gắt từ phía các cầu thủ. Và cả hai trận đấu đó thì những quyết định mà ông Nguyễn Văn Kiên đưa ra đều đang có lợi cho các đội chủ nhà. Các đội chủ nhà Hà Nội TNT và SCB Đà Nẵng, những đội bóng có thể coi là anh em của nhau tại V-League. Đoàn Việt Cường đã bị chốt quyền thi đấu và giờ đây
thì xi măng Xuân Thành Sài Gòn chỉ còn chơi với 10 người. Duy Lam. Tỷ số được ra bảng 1-1. Tuy nhiên trọng tài đã căng cơ và theo luật thì không thể nói là đã hết biên. Các cầu thủ chủ nhà đang rất nỗ lực để tìm kiếm bàn thắng san bằng tỷ số. Tấn Tài. Vẫn là Tấn Tài. Đào Văn Phong. Không được. Tung chuyền của Đào Văn Phong lại quá mạnh. Nếu giành chiến thắng trong trận này thì đây sẽ là chiến thắng thứ hai liên tiếp của Thanh Hóa. Với chiều cao rất tốt của mình thì Bật Hiếu đã chọn đúng điểm rơi. Xin biết tô vẫn là xin biết tô Lê Văn Tân là người lập công mang lại bàn thắng gỡ hòa cho xi măng Vĩnh Châu Hải Phòng. Vào thời điểm tưởng như đội chủ nhà đã hết hy vọng thì Lê Văn Tân đã có mặt đúng lúc. Những nỗ lực không biết mệt mỏi của các cầu thủ xi măng Vĩnh Châu Hải Phòng, trong đó đặc biệt là sự nổi bật của Tấn Tài, đã giúp cho đội bóng của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có được bàn thắng muộn, khơi dậy niềm vui của các cổ động viên Hải Phòng. Công rất lớn trong bàn thắng này thuộc về Gilberto. Gilberto đã có một pha làm bóng tuyệt vời để cho Lê Văn Tân ngả người dứt điểm rất đẹp mắt. Một bàn thắng rất ngẫu hứng của Lê Văn Tân, mà đây sẽ là một trong những bàn thắng đẹp nhất của V-League mùa này. Có lẽ trận đấu sẽ dừng lại với tỷ số là 1-1 và đó là một kết quả hoàn toàn xứng đáng. Thời gian vẫn còn. Thanh Hóa đã không thể bảo vệ được cách biệt mong manh. Nếu hòa trận này thì Thanh Hóa sẽ chỉ có được 21 điểm sau vòng đấu thứ 14. Và họ vẫn sẽ chỉ bằng điểm với Hoàng Anh Gia Lai, đội đang xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó nếu hòa trận này thì xi măng Vĩnh Châu Hải Phòng sẽ có 19 điểm sau vòng đấu thứ 14. Và họ vẫn sẽ hơn xi măng Xuân Thành Sài Gòn 1 điểm trước khi đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh thi đấu ở vòng đấu thứ 14 này. Không phát cờ nhưng trọng tài Hoàng Anh Tuấn đã chỉ tay vào chấm phát đền. Trận đấu đang bước vào một giai đoạn cực kỳ căng thẳng. Phút thứ 80 và bàn thắng dành cho Sông Lam Nghệ An
ở giai đoạn này của trận đấu sẽ là một bàn thắng tạo ra bước ngoặt cho họ. Trong 80 phút thì sông Lam Nghệ An hoàn toàn bế tắc, nhưng cánh cửa đến chiến thắng đã được mở ra với cú đá penalty sắp được thực hiện. Nỗ lực tuyệt vời của Kevin Bryan cũng đã mang lại thời cơ dành cho đội bóng của anh. Người được chờ đợi để đá quả penalty này có lẽ là Trọng Hoàng. Công Vinh cũng đang đứng trước bóng. Như vậy là anh sẽ tiếp tục được thi đấu. Và trọng tài Hoài Tuấn cũng đã rút ra thẻ vàng đối với thủ môn này do lỗi với Kevin Bryan. Giây phút mà tất cả các cổ động viên Nghệ An chờ đợi sắp đến. Giây phút cho bàn thắng đầu tiên với cơ hội được trao cho Lê Công Vinh. Một bàn thắng rất quan trọng. Nếu như Công Vinh làm được điều đó với cá nhân anh và với sông Lam Nghệ An, bàn thắng giúp cho sông Lam Nghệ An vượt lên dẫn trước, giúp Công Vinh trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất sau 5 vòng đấu. Và quan trọng hơn là có thể nó sẽ giúp cho sông Lam Nghệ An giành 3 điểm và chiến thắng. Công Vinh! Tỷ số là 1-0 dành cho sông Lam Nghệ An. Cuối cùng sau biết bao những vất vả, sau biết bao những thách thức thì sông Lam Nghệ An cũng đã ghi bàn mở tỷ số. Và chúng ta có thể hiểu được niềm vui của các cổ động viên Sinh Nghệ. Họ đã chờ đợi giây phút Công Vinh tỏa sáng từ quá lâu. Và giây phút này đã đến trong sự phấn khích tột cùng của các cổ động viên đã có mặt tại sân Vinh vào lúc này. Bàn thứ 5 của Công Vinh ở mùa giải năm nay và là trận thứ 4 mà anh đã lập công cho đội chủ nhà. Trọng Hoàng không còn là người đá penalty, nhưng bàn thắng mà Công Vinh ghi được cũng là một món quà rất có ý nghĩa mà cầu thủ này dành tặng cho đồng đội của mình. Một cú đá phạt 11m hoàn hảo của Lê Công Vinh. Khi trở về sông Lam Nghệ An thì Lê Công Vinh đã chọn số áo 89. Đó không chỉ là việc anh nhường lại số 9 cho biểu tượng mới của sông Lam Nghệ An là Trọng Hoàng, mà còn ở việc anh đã quyết định trở lại với đội bóng quê hương ở vào những phút cuối cùng. Nguyễn Rogerio rất nguy hiểm. Bồ xét vẫn còn rất đẹp mắt. Tỷ số trận đấu được nâng lên 2-0. Pha ghi bàn của cầu thủ vào sân thay người Nguyễn Đức Linh. Khán giả Thanh Hóa đang rất thất vọng. Điểm mấu chốt trong trận đấu ngày hôm nay là đội bóng xứ Thanh bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Trong khi đó bên phía sân Sài Gòn họ đã có một lối chơi hợp lý. Các vị trí dày dặn kinh nghiệm đều phát huy được khả năng của mình. Thẻ vàng thứ 4 trong trận đấu, thẻ vàng dành cho Tô Vĩnh Lợi. Một số cổ động viên Thanh Hóa cho rằng tình huống mà Moses cứu bóng, bóng đã đi ra ngoài sân. Chúng ta cùng xem lại bóng này. Có một điều chắc chắn đó là phần lớn quả bóng đã ở bên ngoài sân. Tuy nhiên để chắc chắn bóng đã ra ngoài sân thì phải là toàn bộ quả bóng ở bên ngoài sân. Trận đấu vẫn chưa thể tiếp tục. Chúng ta cùng xem một lần nữa tình huống này. Theo chúng tôi thì đã có thời điểm toàn bộ quả bóng ở bên ngoài sân. Đúng là toàn bộ quả bóng ở bên ngoài sân. Đây là một bàn thắng không hợp lệ. Vừa rồi là góc quay rất rõ ràng cho thấy
Moses đã cứu bóng khi bóng đã lăn toàn bộ ra ngoài sân. Các cổ động viên của Thanh Hóa đứng ở vị trí quan sát thuận lợi, ngang với vòng cấm địa, đang tỏ ra rất bức xúc. Điều phối viên trận đấu Đồng Văn Trung đã phải ra hỗ trợ các trọng tài. Các cổ động viên ở khán đài B của sân Thanh Hóa từ già đến trẻ đều vẫn đang bức xúc trước bàn thu hoan vừa rồi. Chúng ta xem lại một lần nữa tình huống mà toàn bộ quả bóng đã ở bên ngoài sân. Sau khi bóng được cứu vào trong, Đức Linh đã dứt điểm rất tốt. Cũng phải thông cảm với trợ lý trọng tài khi mà tình huống này diễn ra rất nhanh. Đức Linh dứt điểm quá hay, bóng đi đúng vào góc chết. Và Tô Vĩnh Lợi đánh bó tay. Trợ lý trọng tài Nguyễn Quang Hưng đã không có được sự quan sát tốt nhất. Trật tự vẫn chưa được vãn hồi. Ở vòng đấu sau trên sân nhà Xuân Sài Sài Gòn gặp Đà Nẵng, đội bóng cũ của Nguyễn Thu Rio. Trong khi đó Thanh Hóa thi đấu trên sân của Hoàng Anh Gia Lai. Ở lượt đi Thanh Hóa đã thắng Hoàng Anh Gia Lai 1-0 trên sân nhà. Chúng ta cùng xem một lần nữa tình huống mà bóng đã hoàn toàn ra ngoài sân. Và điều này dẫn đến sự tức giận của khán giả. Cho đến bây giờ trận đấu vẫn chưa trở lại được. Bây giờ thì bóng đã được đặt ở vòng tròn giữa sân. Có lẽ hiệp 2 sẽ có nhiều phút bù giờ. Ông Nguyễn Văn Hề, chủ tịch câu lạc bộ Thanh Hóa cũng đã có mặt để trấn an khán giả.